Hello, xin chào tất cả những người anh em thiện lành. One Piece chapter 943 thực sự mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho độc giả, vui có, buồn có, và những khung cảnh cuối cùng thì thực sự vô cùng phê pha, phê như món bò bê tái. Trong lúc dầu sôi lửa rát mông thì bộ đôi hoàn hảo Zoro và Sanji xuất hiện. Chi tiết này thì được bác Oda ấp ủ vô cùng lâu rồi. Từ lúc chia tay chia chân đến nay, đầu tảo và dê gái đã xa nhau 5 năm trời rồi. Không để mất thời gian của anh em nữa, chúng ta cùng vào luôn nội dung chính của video nhé. Xăm soi những chi tiết vô cùng quan trọng của chap 943. Cảnh đầu tiên, bác Oda có vẽ 9 bao kiếm đỏ của nhà Oden. Oden đã nhận những thuộc hạ này từ khi họ còn rất trẻ, nhìn mặt mũi, tóc tai đều vô cùng khá bảnh. Kimemon thì xưa rất là khác, phong cách vô cùng trẻ trâu, đầu tóc dựng ngược, góc nghiêng thì nhìn giống hệt Franky. Nhân vật không biết là anh hay là chị kia, có lẽ đó chính là Okiku hồi trẻ. Chắc nhiều bạn sẽ nhầm đó chính là Aizo của băng dâu trắng. Trong truyện thì có nhiều nhân vật như vậy sẽ làm cho độc giả bị nhầm lẫn về giới tính của họ. Bên Naruto thì chúng ta biết được Haku. Tiếp đến Kawamatsu và Denizo, hai người thì vẫn được bác Oda giấu mặt, vẫn vô cùng bí ẩn. Nhưng mình sợ rằng đến khi họ xuất hiện lại là gương mặt mang tính chất giải trí thì thôi xong rồi. Có một chi tiết nữa mà mình vẫn chưa hiểu đó chính là Asuja đã theo Oden từ nhỏ. Nhưng nhớ là trước ông là một du côn được Oden thu phục cơ mà. Hay là lúc solo cũng đã từ rất là lâu rồi. Đại nhân nhím Yasu thì vô cùng bản lĩnh, bắt được một đám trộm rồi còn cho chúng thêm tiền. Căn dặn là phải đọc nhiều sách vào, bổ sung thêm kiến thức. Chứ du côn thế này chỉ làm xấu hổ chủ nhân Oden mà thôi. Đây là một bài học nhớ đời. Ngoài đời thì cũng vậy anh em ạ, giúp người thì ta lên cho họ cái cần, hoặc là cách để câu một con cá, chứ đừng cho họ một con cá và rồi mọi thứ lại trở lại như vậy. Đại nhân Yasu thì chết đi, tất cả thì vô cùng đau buồn, đặc biệt nhất đó chính là 9 bao kiếm đỏ. Có lẽ lần này Sentomaru sẽ đầu quân trở lại cho gia tộc Kozuki là chắc rồi. Vừa bị đốt rừng, vừa bị chứng kiến cái cảnh đau khổ như vậy cơ mà. Anh thề nguyện theo Dâm Long suốt đời cho mà coi. Tiếp đến chúng ta biết được và hiểu rõ hơn nguồn gốc của trái cây ác quỷ sớm mai. Đúng là hàng của tên Shisa có khác lởm vô cùng. Túm cái váy cho nhanh lại là tỷ lệ thành công ăn trái này chỉ có 10% mà thôi. Còn lại những kẻ đánh lô xịt kia 90% đấy sẽ không được cái gì cả, không được sức mạnh mà còn bị mất đi cảm xúc, chỉ biết cười, nhìn mặt trời cười mà thôi. Tội ác của tên Shisa thì ngày một lớn hơn anh em ạ, giờ mới được bộc lộ hậu quả nghiêm trọng của nó như thế nào. Vậy mà trước đây đã từng nghĩ hắn có khả năng vào băng mũ rơm nữa thôi chứ. Thôi thì dẹp. Mà mấy thằng có được sức mạnh thì cũng chả làm được cái trò trống gì hết. Nhìn như mấy con quái vật mà không có sức mạnh vậy. Đúng là đậm chất quảng cáo luôn. Không tin anh em cứ nhìn mặt cái thằng cha Batman và tên Hong En là biết. Cái đám lính mà chỉ biết nhìn mặt trời cười thì đã được bác Oda giới thiệu từ cái chap 808 rồi anh em ạ. Giờ là chap 943. Đúng là thánh Oda mà lại. Tính toán thì vô cùng kỹ lưỡng. Tiếp đến là hình ảnh của Orochi thời trẻ. Nhìn vẫn dị dị xấu xấu như bây giờ. Chính tên Kaido cũng nói rằng Orochi là một kẻ bệnh hoạn, khẩu vị thì vô cùng mặn. Cảnh tiếp đến, thấy có biến một phát, Sanji thấy được cô bé Otoko, anh đã lao lên mái nhà và chờ sẵn. Bé Otoko thì khóc hết nước mắt vì cha mất. Con bé thì hy vọng rằng cha sẽ được sống lại với thần dược dầu cóc. Vâng, dầu cóc của bác lang băm Upshot bắt đầu lộ diện. Upshot thốt lên, Otoko, anh xin lỗi nhưng thứ thuốc đó không phải. Vâng, sóng bắt đầu từ gió và gió bắt đầu từ đâu? Đó chính là từ miệng của Upshot mà ra. Ông lang băm này thì toàn phun trâu nhà ngọc ra thôi. Thứ thuốc thần kỳ này sẽ bóp tim hay là gì đây? Và đây là Roro và Sanji, rất là có tướng phu thê. Khi mà Gavet Orochi tim địch, để ngón tay sẵn lên bàn phím giờ và bùm, chiêu cuối đạn lổ thần công hướng thẳng đến cô bé tướng mới Otoko đang lẻ loi cô đơn bên cạnh sát chết của AD bên mình. Và không có gì để đảm bảo cô bé có lên bảng điểm số ở pha này hay không. Nhưng không, rừng Sanji và top Roro lao đến một cách đầy bất ngờ. Và đó chính là Lê Shin Sanji trong chiêu thức hộ thể. Và Yasuo Roro cùng với cái tường gió. Cả hai cùng nhìn nhau một cái và cùng một lúc bật thông thạo bảy lên nhìn về phía đối thủ. Chúng ta đang mong chờ màn combo lộ long cước và chăn chối đến từ bộ đôi này. Hai anh liếc mắt nhau một cái, nhạc bắt đầu nổi lên. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Chúng ta thì sẽ mong chờ cái kèo giữa Roro, Sanji với X, The Deck và Haki đúng không anh em?
Và rồi cái khoảng cách xa nhất không phải là một vòng trái đất mà đó chính là từ Ebisu đến Udon. Team Big Mom thì vẫn chưa thấy đâu anh em ạ. Tuần sau thì vẫn có chat mới nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.